Kính chào quý vị và các bạn. Chúc quý vị và các bạn ngày làm việc và học tập hiệu quả. Sunshine City Sài Gòn được xây dựng bên dòng sông Cả Cấm thuộc phường Tân Phú, quận 7. Chủ đầu tư là Sunshine Group. Quy mô dự án gồm 9 tòa tháp căn hộ cao từ 26 đến 38 tầng. Được khởi công vào năm 2018, được kỳ vọng hoàn thành vào năm 2020. Tuy nhiên đến nay dự án mới chỉ hoàn thành và đưa vào hoạt động 2 tòa tháp. Trong video là hình ảnh 2 tòa tháp đã được đưa vào sử dụng, vì thiết kế dính liền với nhau nên chúng ta thấy chỉ như một tòa tháp. 3 tòa tháp đang thi công trong hình thì đã có thời gian tạm dừng thi công khá lâu, nay đã được thi công lại. Tiến độ lần lượt là 16, 21, 23 tầng. Những tòa tháp còn lại thì chưa được triển khai. Vị trí dự án rất đẹp, cách trung tâm khu đô thị Phú Mỹ Hưng chỉ bằng một cây cầu, xung quanh là trường học, cơ quan hành chính, văn phòng, khách sạn, công viên cây xanh. Từ dự án có thể nhìn bao quát Phú Mỹ Hưng, cầu Phú Mỹ hay thậm chí cả Landmark 81. Ngoài ra dự án còn có dòng sông Cả Cấm chạy qua mặt tiền. Sunshine City là dự án căn hộ cao cấp nên thiết kế của các tòa tháp nhìn cũng rất đẹp và hiện đại, được ốp kính toàn bộ. Ban đêm tòa tháp đã hoàn thành được gắn các dãy đèn LED, trình chiếu ánh sáng rất rực rỡ. Tuy nhiên cá nhân tôi thấy mật độ xây dựng của dự án khá cao, các tòa tháp nằm gần nhau, cảm giác ngột ngạt và chật chội. Nhưng cho thì tôi vẫn lấy. Trong tương lai, khi dự án hoàn thành thì chắc có lẽ nơi đây sẽ là nơi sáng nhất thành phố khi về đêm. Quý vị vừa xem video trên kênh Trên Tầng Mây, nếu thấy hay thì hãy nhấn like và đăng ký kênh để theo dõi những video về đô thị mỗi tuần. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi.